nay thứ Năm ngày 3 tháng 5 năm 2018. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị, Business Summit 2018, làm chủ nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo là cơ hội để các nhà khởi nghiệp, doanh nhân trẻ kết nối giao lưu với hàng ngàn nhà đầu tư, các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp. Trong ngày đầu diễn ra sự kiện đã thu hút hơn 3.000 doanh nhân tham dự. Nội dung của các diễn giả xoay quanh những vấn đề quan trọng trong khởi nghiệp kinh doanh như thiết lập bản kế hoạch mục tiêu cho cá nhân doanh nghiệp, tìm hiểu các công cụ bán hàng và tiếp thị, làm thế nào để thúc đẩy và phát triển nhân viên và tạo ra nhiều lợi nhuận với các chiến lược marketing. Với chủ đề tuyệt chiêu nói chuyện trước đám đông, chuyên gia tâm lý kiêm cố vấn cấp cao cho các tập đoàn lớn trong nước, ông Lê Văn Hiển là diễn giả mở đầu cho buổi giao lưu. Bài diễn thuyết nhằm chuyển tải đến người nghe những kiến thức để phát triển các kỹ năng trong kinh doanh và lãnh đạo, cũng như kinh nghiệm để khắc phục các nhược điểm khi diễn thuyết trước công chúng. Hội nghị Business Summit 2018 còn tiếp tục diễn ra đến ngày 3 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Capella Parkview, thành phố Hồ Chí Minh.